cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội ngày ấy và bây giờ. Bài thơ của cựu sinh viên Nguyễn Bài Khóa, niên khóa năm 1972 tới 1978, Đại học Y Hà Nội. Ngâm thơ Bùi Thị Nguyệt. Đến đất Hà Thành cứ tưởng sẽ được yên, nhưng vẫn phải trải qua bao sóng gió. Chỗ ăn học nóng rét đầy gian khổ, lũ trai làng luôn bắt nạt chị em. Rồi được chuyển về ký túc xá thân quen, cuộc sống mới dần đi vào ổn định. Nước điện vẫn chưa còn trọn vẹn, tổ quốc mình nghèo nên không thể xài xa. Rồi những tháng năm đi học lâm sàng, hết sang Bạch Mai lại lên Việt Đức. Năm thứ tư mọi người đều háo hức ra Hải Phòng học nội ngoại sàn nhi. Tất cả thân yêu mãi mãi nhớ ghi, không khí những ngày đầu dài. Mọi người hân hoan bước trên đường phố rộng, cùng nắm tay nhau hát những bản hùng ca. Năm thứ năm khi phượng vĩ đơm hoa, cả khóa bắt đầu chia tách lớp. Gần chục chuyên khoa ẩn giấu bao bí mật, làm trái tim ta lo lắng bồi hồi. Làm việc gì cũng phục vụ con người, học khoa nào cũng hết lòng vì nghề thuốc. 2 năm trời tiêu tốn nhiều công sức, ngày ra trường bao hoài bão tám. Năm nay chúng ta được nhổ neo, người về tuyến sau, người lên tuyến trước. Chia tay nhau vẫn nhớ lời hẹn ước, mình về tránh chuyến đò đông. Ở khắp nơi khi tổ quốc phân công, đều có ong bóng áo bờ lũ trắng. Phố đông vui hay rừng sâu núi thẳm, tình nào cũng có bóng chúng ta. Mặt trận Tây Nam, xứ làng Sơn La, mọi tuyến lửa khóa ta đều có mặt. Trái tim đò chẳng có chi vướng bận, dâng hiến cho đời quà ngọt hoa thơm. Tuổi thanh xuân cho hoài bão ước mong, trường đời cho ta kinh nghiệm sống. Dù quanh ta có quá nhiều biến động,
cần tránh xa những cạm bẫy phù hoa. Hôm nay về đây tề tự một nhà, dưới nắng ấm miền Trung rực rỡ, gặp lại nhau thấy có bao bỡ ngỡ. Màu thời gian đã thấp thoáng trên lưng, lòng bồi hồi nước mắt rưng rưng, hỏi thăm nhau về gia đình, sự nghiệp, về những buồn vui và những điều còn luyến tiếc, về những khó khăn trong mấy chục năm qua. Chuyện cơ quan, chuyện xóm, chuyện nhà, chuyện sức khỏe, chuyện con, chuyện cháu, chuyện bí mật mấy chục năm vẫn giấu, rồi vung tay chém gió dọa ma. Nếu ngày đó tao bảo như bây giờ thì con ích xem như chết chắc. Nếu ngày ấy mình tấn thêm chút nữa thì thằng Y sao thoát được tay tao. Chuyện vui hòa theo tiếng sóng biển rì rào, tình bạn cũ làm níu chân ai bước. Có những bạn mãi mãi không về được vì đã chia xa cuộc sống mong manh. Vòng đời người giống như một bức tranh, nhiều gam sáng chen lẫn nhiều màng tối. Phút giây này sao bỗng dưng bối rối, chẳng còn nghe tiếng đập của con tim. Các bạn ơi, xin một chút lặng im, thả ký ức trở về ngày xưa ấy. Thả ký ức trở về ngày xưa ấy.